Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8 và vị phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài 15 và chúng ta đã nắm được công thức tính áp suất. Áp suất B thì sẽ bằng gì? F chia S, trong đó F này đã chính là áp lực và S này đã chính là diện tích bề mặt. Đúng nào? Cái việc làm tăng và giảm áp suất thì chúng ta cũng đã biết cách tăng hoặc giảm cái áp lực hoặc là diện tích tiếp xúc rồi. Ok, thì trong clip hôm nay thì chúng ta sẽ đi sang ở cái bài 16, đó chính là áp suất chất lỏng, áp suất khí quyển. Thì trong cái bài này á thì chủ yếu chúng ta giải thích các hiện tượng thực tế là nhiều em, chứ nó không có công thức nha. Tại vì áp suất thì bản chất của chúng ta thì nó cũng đã có công thức này rồi, nên hai cái nội dung này á thì chủ yếu đó chính là phần giải thích thôi. Ok, được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang giải thích cái phần đầu tiên ở trong câu hỏi mở đầu. Nói chung là cái phần này, cái bài này đó là giải thích các hiện tượng trong thực tế là nhiều em. Em nhìn đây, cái bình này khá là quen thuộc với các em đúng không? Đây chính là bình nước lọc, nghe mà, bình nước lọc. Và gần như mọi gia đình của chúng ta người Việt á, thì bữa nay nó có cái máy lọc nước Carofi hoặc là một số loại nước máy lọc nước. Nhưng mà hồi thời trước em, thì trước mà cái máy lọc nước nó chưa thịnh hành á, thì gần như giống nhà thầy nhà em hồi ở tập thể á, thì luôn luôn sử dụng bình nước này. Một bình là như thầy nhớ là 10.000 này chắc. Chứ bữa nay không sử dụng cái này nữa, mà sử dụng như nhà thầy là sử dụng cái máy lọc nước Carofi em. Thì người ta hỏi gì đây? Vì sao muốn nước trong bình có thể chảy ra khi mở vòi? Cái vòi là chỗ này này, cái này gọi là cái vòi này ha. Thì trên nắp bình và có một lỗ nhỏ ở hình bên đây. Thì thấy cái, đây là cái phần nắp này, ở trên cái nắp này nó luôn luôn có một cái lỗ nhỏ và khi người ta nó có một cái nút để đẩy vô cái đinh lại, mà khi mà chúng ta mua gì ạ thì chúng ta phải tháo cái nút này ra, nhấc cái nút này ra thì chúng ta mới xả cái nước này nó mới chảy mạnh được. Chứ còn để cái nút này thì các em xả ở cái van này thì nó không chảy hay là chảy rất là ít, các em hiểu nào? Tại sao như vậy? Tại vì là để tạo cái áp suất cái lỗ này này, cái lỗ này này em này, nó để tạo cái áp suất ở trong bình, ở trong cái bình này này nó lớn hơn áp suất của cái ngoài bình, phía trong bình và ngoài bình, em hiểu không? Trong bình thì lớn hơn ngoài bình, nên là nó sẽ giúp nước ở trong bình này này nó sẽ chảy xuống cái vòi này nó dễ dàng hơn, hiểu chưa? Thì ở đây thầy cũng chuẩn bị sẵn câu trả lời cho các em này. Đây. Đó. Được chưa? Để tạo áp suất trong bình lớn hơn áp suất ngoài bình, giúp nước trong bình chảy được xuống vòi dễ dàng hơn nha. Và nhớ khi chúng ta mua về chúng ta phải tháo cái nút nó đậy chỗ đây lại em nha. Chứ để cái nút mà đậy kín vô đây thì không ăn thua. Hiểu chưa? Rồi. Rồi tiếp tục em. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái bài này cũng có thể là thầy sẽ quay trong vòng 2 clip các em. 2 clip, tại vì cái bài này rất là dài. Cái bài rất dài mà toàn là chủ yếu là giải thích không à. Nên là nếu như thầy cần thời gian, nếu mà từ 20 phút trở lên thì thầy sẽ chia thành 2 bài. Còn nếu dưới 20 phút thì thầy sẽ quay trong vòng 1 clip thôi. Được chưa? 1, ta đi sang 1 là áp suất chất lỏng này. 1, tác dụng của áp suất chất lỏng lên vật đặt trong nó. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem thử là cái tác dụng của áp suất chất lỏng lên vật đặt trong nó là như thế nào. Bây giờ chúng ta đi sang thí nghiệm 1 nè. Chuẩn bị, ở đây phần này thì giáo viên sẽ tiến hành làm thí nghiệm để cho các em xem trực tiếp tại lớp hoặc là trên phòng thí nghiệm các em nha. Thí nghiệm 1 chuẩn bị này, một bình hình trụ có đáy C. Ở đây cái đáy C này, các em nhìn nè. Cái đáy C này ban đầu các em để ý như này là nó không bị móp méo hay bị biến dạng gì cả nha. Và các cái lỗ A, B ở hai bên này, hai bên thành bình, được không? Thành bình được bịt bằng một màng cao su mỏng. Nhớ là được bịt bằng một cái màng cao su mỏng nha. Một bình lớn trong suốt chứa nước chiều cao khoảng là 50 cm. Tiến hành nhúng bình trụ vào nước, nghĩa là nhúng cái bình này này vào nước, mô tả hiện tượng xảy ra đối với các màng cao su. Giữ nguyên độ sâu của bình trụ trong nước, di chuyển từ từ bình trụ đến các vị trí khác, mô tả hiện tượng xảy ra với các màng cao su. Nhúng bình trụ vào nước sâu hơn, nghĩa là ví dụ bây giờ chúng ta nhúng ở vị trí độ sâu ban đầu khoảng vài cm, sau đó chúng ta nhúng sâu hơn, ở đây là tối thiểu là 10 cm, nghĩa là chúng ta nhúng khoảng tầm 12-13 cm gì đó ha. Mô tả hiện tượng xảy ra với các màng cao su
quan sát hiện tượng và trả lời câu hỏi như sau nha. Thì cái phần thí nghiệm này giáo viên sẽ làm cho các em ở trên lớp, chứ bây giờ ở nhà thầy thì không có sẵn đủ dụng cụ để mà làm các em. Chủ yếu là thầy sẽ giải quyết cho các em các cái câu hỏi trả lời của các cái hoạt động này này, được chưa? Như vậy này, ở đây chúng ta có này, ở đây người ta hỏi gì? Em nhìn này, em nhìn thầy ở cái hình 16.2 này, bố trí thí nghiệm khảo sát tác dụng của chất lỏng lên vật đặt trong nó. Thì ở đây em để ý này, các cái màng ở này, màng cao su ở đây và ở đây C, đây A, đây B này, em thấy nó sẽ mốt. Nếu màng cao su bị biến dạng như hình 16.2 thì điều đó chứng tỏ là điều gì? Như vậy thì điều đó chứng tỏ điều gì em? Chứng tỏ là ở đây khi chúng ta nhúng vào nó đã tạo thành một cái áp gì? Một cái áp suất. Một cái áp suất tác dụng lên cái màng cao su này. Đúng không? Chứng tỏ là cái áp suất tác dụng lên màng cao su. Được chưa? Tiếp tục. Với những vị trí khác nhau ở cùng một độ sâu thì áp suất chất lỏng tác dụng lên bình có thay đổi hay không? Thì em là có hay không? Như vậy thì nó có thay đổi không? Không thay đổi. Được không? Nhớ là không thay đổi các em nha. Ở đây cái phần câu số 1 này, câu số 1 chúng ta có thể ghi câu trả lời ở đây vào cho thầy nè. Bị mốt vào. Vâng. Khi mà người ta nhấn xuống thì nó mốt vào nhiều hơn nghe. Nhúng bình trụ vào nó sâu hơn, tối thiểu là 10 cm, ta thấy các màng cao su bị biến dạng nhiều hơn, nghĩa là nó sẽ bị mốt. Người ta hình dung là ban đầu là nó phẳng như này, bây giờ nó bị mốt, nó cong theo như này này, còn phía bên này nó cong vào như này, còn phía bên này nó cong vào như này, nó bị mốt vào nhiều hơn nha. Đó, câu số 1. Rồi, câu số 2. Với những vị trí khác nhau ấy, nhớ là không thay đổi nè. Câu số 2. Em hiểu chưa? Không thay đổi. Ok. Như vậy thì ở đây người ta hỏi tiếp này. Khi đặt bình từ sâu hơn, từ vị trí B thì tác dụng chất lỏng lên bình thay đổi như thế nào? Thì chắc chắn là sẽ như thế nào? Nó sẽ lớn hơn. Lớn hơn. Lớn hơn. Nha. Có phải chất lỏng chỉ tác dụng áp suất lên bình theo một phương như chất rắn hay không? Không em. Nó tác dụng theo mọi phương, tác dụng theo mọi phương. Câu số 4 này. Những cái phần này thì học nó hơi nhàm chán một xíu em, nhưng mà cố gắng, tại vì thật ra nó nói rồi, nó kiến thức nó hơi bị khô, nó chứ nó không có hấp dẫn giống như môn hóa em nha. Thầy nói để người ta hiểu nó hơi khô, nhưng mà bắt buộc phải học chứ không thể bỏ được em. Và những cái phần này, chính những phần này thì giải thích những cái hiện tượng trong thực tế rất là nhiều luôn. Phần vật lý lớp 8 này em, đây là phần lý nha. Rồi, tiếp tục. Ta sẽ đi sang ở cái phần 2. Đó chính là sự truyền áp suất chất lỏng. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái thí nghiệm 2 em. Ở đây người ta bố trí thí nghiệm về sự truyền áp suất chất lỏng này. Rồi, bây giờ người ta làm thí nghiệm như hình 16.3. Trong thí nghiệm này thì cái bít tông 1, em thấy bít tông 1 không? Nó có diện tích lớn gấp 2 lần diện tích của cái anh bít tông 2 đây. Các cái quả nặng được sử dụng trong cái thí nghiệm giống hệt nhau. Được không nào? Khi đặt quả nặng lên hai đĩa cong, một trong hai bít tông sẽ làm tăng áp suất tác dụng lên chất lỏng ban đầu hai bít tông ở vị trí công bằng. Nếu đặt 4 quả nặng lên bít tông 1 thì thấy bít tông 2 dịch chuyển lên trên. Để hai bít tông trở lại vị trí ban đầu, cần đặt hai quả nặng lên hai bít tông 2 nữa. Nếu đặt hai quả nặng lên bít tông 1, muốn bít tông trở về vị trí ban đầu thì chúng ta cần phải đặt một quả nặng lên, nghĩa là nó sẽ
gấp gì, gấp đôi, đúng không? Như vậy thì ở đây người ta hỏi nghe là từ kết quả thí nghiệm trên thì rút ra kết luận về sự truyền áp sức tác dụng chất lỏng vào chất lỏng theo mọi hướng. Thì đây nghe, đây mình chuẩn bị sẵn nè. Đây. Từ thí nghiệm trên ta thấy là khi bê tông 1 hoặc có diện tích lớn gấp 2 lần tiết diện của bê tông 2 và lực tác dụng lên bê tông 1 thì chắc chắn nó như nào? Chắc chắn nó sẽ gấp 2 lần lực tác dụng lên bê tông 2. Ok. Như vậy nè. Rồi. Phần này chúng ta có thể bấm dừng lại và ghi chép nha. Phần này giải thích rất là nhiều các em. Để mà ghi ghi ra cái này trong cái tờ giấy này thầy nói các em chữ này nó vừa xấu mà ghi thì nó mỏi tay nữa các em. Nên là cái phần này thực sự các em là cái môn lý á, thì bản chất thì thầy thì dạy, dạy thì vẫn dạy, nhưng mà cũng không thích bằng cái việc dạy môn hóa em. Thầy vẫn thích dạy hóa hơn là dạy lý, thực sự là như thế. Mặc dù lý nó cũng áp dụng khá là nhiều trong đời sống của mình, nhưng mà khi học cảm giác nó rất là khô. Đó. Không biết là các em có cảm giác giống như thầy không? Để chọn giữa hai môn lý và hóa thì chắc chắn là sẽ chọn hóa. Rồi ok. Tiếp tục em. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thảo luận và thực hiện cái nhiệm vụ sau này. Một, mô tả và giải thích các hiện tượng trong thí nghiệm ở hình 16.4A và B. Ở đây em thấy không? Thổi không khí vào ống 1. Bây giờ chúng ta sẽ thổi không khí vào cái ống này này. Ống này. Thì chúng ta sẽ quan sát ba cái ống 2, 3 và 4 nó sẽ như thế này. Khi mà chúng ta thổi vào thì thấy chất lỏng ở trong ống 2, 3 và 4 nó như thế nào em? Nó sẽ dâng lên có độ cao là như nhau. Các em nhá. Nó dâng lên có đây, nó dâng lên này. Độ cao đây là như nhau. Khi mà thổi cái ống 1 này thì nó sẽ gây ra một cái áp suất chất lỏng. Và cái áp suất chất lỏng này chúng ta đã biết là nó sẽ truyền theo đây này. Nó đi nguyên vẹn theo mọi hướng này. Em hiểu không? Và nó làm cho cái việc mà dâng lên của ba ống nghiệm 2, 3, 4 là ngang nhau là như vậy. Được chưa? Còn cái anh đây, khi chúng ta ấn bê tông thì cái em thấy là đây. Em thấy như đây. Thì chất lỏng nó sẽ phun ra ngoài ở mọi hướng. Hiểu chưa nào? Ta có thể giải thích ở đây là hình A nha. Hình A này. Đây hình B này. Ta có thể bấm dừng video và ghi chép lại. Ok. Rồi, tiếp tục em nha. Chưa? Rồi, ta đi sang phần câu số 2. Rồi, ta đi sang câu số 2 các em. Các em thấy hình ảnh này không? Cái hình ảnh này do nó khá quen thuộc với thầy, do thầy hay đi rửa ô tô các em. Rửa ô tô thầy hay chạy ô tô nó lên trên hai cái giá đỡ. Ở dưới đây nó có một cái bê tông lớn các em, nó nâng cái giá đỡ này và các em biết cái ô tô rất là nặng. Đúng không nào? Nhưng ở đây người ta có một cái máy nén thị lực, ở đây người ta có một cái van các em, khi người ta xả thì cái lượng nước đây nó đẩy lên và nó tống cái bê tông này lên và đẩy ô tô này lên này em này. Như vậy thì ở đây là cái sơ đồ nguyên lý máy nén thủy lực ha. Hãy vận dụng tính chất truyền nguyên vẹn áp suất theo mọi hướng của chất lỏng để giải thích tại sao khi người tác dụng một lực nhỏ vào bê tông nhỏ thôi, cái bê tông này rất là nhỏ em, nhưng mà nó lại nâng được ô tô đặt trên bê tông lại lớn. Cái thằng này thì nhỏ nhưng mà bê tông này lại lớn và nó nâng được ô tô lên. Chứ nếu mà sử dụng cái bê tông này thì không thể nào nâng được. Như vậy nhờ cái lực nén áp suất của chất lỏng này nó truyền theo mọi hướng và nó giữ nguyên vẹn, nên khi mà tác dụng lên lực này thì nó tạo ra một áp suất rất là lớn và nó đẩy cái ô tô này lên phía trên. Cái hiểu không? Và ở đây thì thầy đã chuẩn bị và sử dụng công thức để mà giải thích này. Được nghe. Khi tác dụng một cái lực ép lên bê tông nhỏ có diện tích S. Lực này gây ra cái áp suất, ở đây là B sẽ bằng F chia S lên chất lỏng. Áp suất này được chất lỏng truyền nguyên vẹn tới bê tông lớn. Có diện tích ở đây là bê tông lớn là S lớn này. Và cái S lớn thì áp lực của nó là F lớn này. Thì hai thằng này bằng nhau. Đúng nào? Như vậy diện tích S lớn hơn diện tích S bao nhiêu lần thì cái lực F như thế nào? Nó cũng sẽ lớn hơn F nhỏ này bao nhiêu lần.
Nhờ đó ta có thể tác dụng một lực nhỏ vào bi tông nhỏ nhưng lại nâng được ô tô trên bi tông lớn là như vậy. Ta từ hai công thức này ta suy ra. Được chưa? Nhà em mà có ô tô thì chắc chắn bố mẹ cũng hay đi hay rửa ô tô, là có cái máy nén thị lực này em. Nghĩa là thầy nói rồi, cái môn vật lý này á, nó áp dụng ở trong đời sống con người chúng ta rất là nhiều luôn. Thực sự là như thế nghe. Nè, chúng ta sẽ đi sang phần câu hỏi anh em. Hãy tìm hiểu, hãy tìm thêm ví dụ trong đời sống minh họa áp suất tác dụng vào chất lỏng sẽ được chất lỏng trường đi nguyên vẹn theo mọi hướng. Thì đây thầy cũng chuẩn bị cho các em một số cái ví dụ. Ví dụ như là đài phun nước. Ok. Các loại bình ấm có vòi rót thường có cái lỗ gì ở phần nắp. Thì phần này chúng ta có thể ghi vào trong vở nha. Ok. Được chưa nào? Các em ghi xong chưa? Cái này mà có công thức mà có sự tính toán nữa thì thầy sẽ làm ở trong cái tờ giấy này, hiểu không nào? Chứ còn cái này mà nó gần như là lý thuyết 100% á thì chắc chắn là phải in sẵn ra. Mà thầy cũng có thời gian in đâu em, cô biên soạn rồi cô in ra để mà thầy quay em, chứ thầy thời gian đâu mà quay mà in nghe. Được chưa? Rồi về phần hai là mã đấy, áp suất khí viễn. Tại vì cái nội dung này nó cũng khá là dài nghe, nó khá là dài nên thầy sẽ giảng cho các em phần 2 áp suất khí viễn ở trong cái clip sau. Được nè, chúc em học tốt nha, bye bye. Ok. Rồi, xin chào các em ủng hộ cái kênh.